xem tử vi ngày của 12 con giáp ngày 6 tháng 6 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình công việc sức khỏe tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý công việc vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra hùng cát đàn sen, tinh thần trách nhiệm cao cộng với sự chỉnh trực ngay thẳng giúp bản mệnh có thể an tâm, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tính cách có phần bảo thủ cứng nhắc khiến cho những chú chuột khó hoàn thành tiến độ công việc đúng thời hạn. Tình cảm Phần trình tình cảm có chút bất ổn, may mắn là không đến nỗi tồi tệ. Việc người độc thân đặt ra nhiều mẫu hình lý tưởng và yêu cầu thái quá đối với người bạn đời của mình khiến cho chuyện tình yêu đòi lửa gặp không ít phiền toái tài chính, vận trình tài lộc có biến nặng, biến động, khả năng kiếm tiền của người tuổi tỷ không thể che trách. Tuy nhiên, thổi phun tiền không nghĩ ngợi khiến cho tiền bạc trở thành nỗi lo hàng đầu. Cẩn trọng, buồn phiền, tiêu cực vì chuyện tình cảm không được như ý. Tuổi giáp tỷ tìm ra động lực để ngày càng nỗ lực hơn. Tuổi bình tỷ được đồng nghiệp giúp đỡ và san sẻ mọi việc. Tuổi mậu tỷ khả năng kiếm tiền được phát huy triệt để. Tuổi canh tí tìm được mỗi làm ăn lớn, tài lộc bội thu. Tuổi nhâm tí chú ý chăm sóc cơ thể, đặc biệt là thận. Con số may mắn số 22, số 5, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ. Tuổi thân. hai Tử vi hàng ngày của tuổi sửu, công việc Phần trình công việc của người tuổi sủ trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Nhiều khả năng con giáp này sẽ mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong giai đoạn này vì tính cách bất cẩn và suy nghĩ thiếu thận trọng. Tuy nhiên, bản mệnh cần giữ bình tĩnh, sự sản xuất trong mọi hoàn cảnh mới giải quyết được các vướng mắc hiện tại. Tình cảm Vận trình tình cảm chưa thật sự hài hòa. Tổ sủ nên nhìn nhận lại cách yêu thương, quan tâm của mình với nửa kia đã thật sự phù hợp hay chưa. bản mệnh không thể nghĩ tới cảm xúc của riêng mình mà bỏ qua mọi suy nghĩ tâm tình của đối phương. Tài chính Vận trình tài lộc bình ổn nhờ khả năng quản lý tài chính khoa học mà con giáp này tránh được mọi tình trạng thiếu hụt vay mượn không mong muốn. Cẩn trọng, nhân viên kém sát nên phải đối diện với nhiều vấn đề trong cuộc sống hôn nhân. Ất Sửu nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người tuổi đơn Sửu đón nhận mọi thứ với tâm trạng dễ chịu tuổi kỹ Sửu đi đâu làm gì cũng có người giúp đỡ tận tình tuổi Tân Sửu các mối quan hệ xã Giao rất hài hoa tuổi Quỷ Sửu tình cảm lửa đôi ngày càng thêm thẩm thiết con số may mắn số 7 số 52 màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tỵ 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân công việc Phần trình công việc của người tuổi dân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Con dắp này nên nắm bắt cơ hội tốt để chứng minh thực lực bản lĩnh của mình. Tuy nhiên nên hạ thấp cái tôi, tính cao ngạo kiêu căng nếu không muốn gây thù trúc án hay xích mích với người khác. Tình cảm Phần trình tình cảm ảm đạm, dần thân, tương xung, bảo hiệu các mối quan hệ tình cảm của con dắp này có nhiều khả năng nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi. Điềm bảo có kẻ thứ ba xen vào cuộc sống hôn nhân ít nhiều cũng khiến cho tình cảm rạn nứt. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, cơ hội kiếm tiền đã ngay trước mắt. Cho đợi con giáp này không nên trần trừ mà cần phải nâng cao nguồn thu nhập tích lũy cho mình. Cẩn trọng, việc liên tục nạp vào người các thực phẩm không đảm bảo chất lượng dễ tạo ra nhiều bệnh tật nghiêm trọng. Tuổi giáp dân gặp nhiều niềm vui nhờ có các tình chiếu mệnh. Tuổi bính dân công việc thuận lợi dễ dàng hoàn thành mục tiêu. Tuổi mậu dân con đường tình duyên không có gì phải lo lắng. Tuổi canh dân người độc thân nên tích lũy tham gia vào tập thể. Tuổi nhâm dân hãy luôn nhớ phải yêu thương chính mình. Con số may mắn số 23, số 9, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ tuổi ngọ. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Phần trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng, khối lượng công việc tăng đáng kể cộng với các rắc rối chưa được giải quyết triệt đẩy, vô hình chung khiến cho con giáp này dễ nản lòng bỏ cuộc. Đừng ngần ngại mà hãy tìm tới sự giúp đỡ của những người xung quanh để tìm được hướng đi đúng đắn nhất. Tình cảm, vận trình tình cảm có bước tiến triển mới. Người tuổi mão độc thân có cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu với người bạn khác giới mới. Bằng cách thể hiện tình cảm thông minh, khéo léo thì cơ hội kết đôi dành cho người tuổi mão với đối phương là rất lớn. Tài chính, văn trình ta lọc kém sắc sự nhà già cả tinh của con giáp này trở thành điểm lợi dụng cho kẻ có dạ tâm lừa lọc bội phản con giáp này cẩn trọng bạn nên dành thêm thời gian để thư giãn giải trí bằng cách đọc sách nghe nhạc để giảm tình trạng căng thẳng tuổi ất mão đón tin tức tích cực có nhiều cơ hội thăng tiến tuổi đinh mão nhanh tay nắm bắt cơ hội về sẽ thu thành quả tuổi kỷ mão nâng cao thu nhập bằng nghề tài trải kinh doanh. Tuổi Tân mạo có thể đạt được mục tiêu tham vọng của mình. Tuổi Quỷ mạo đòi lửa hàng gắn, vết nứt tình cảm từ trước đó. Con số may mắn số 31, số 1, màu sắc may mắn, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi môi. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ dễ dàng, dù đang ở trong tình huống tiến thoái lưỡng nan nhưng khi gặp ngày tam hợp thì người tuổi thân lại may mắn được quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp đỡ hết mình thêm nữa tính cách hòa đồng dễ gần gũi giúp cho con giáp này ít nhiều trong việc thăng quan tiến chức tình cảm vận trình tình cảm ấm êm tình yêu hài hòa đem lại cho người tuổi này cảm giác bình yên hạnh phúc chưa từng có bạn mở nên trân trọng những giây phút này vì nếu bỏ lỡ thì sẽ khó tìm lại được tài chính, vận trình tài lộc hành thông, các dự án đầu tư thuận lợi bắt đầu đem lại cho con giáp này nguồn lợi nhận khủng. Cẩn trọng, não hoạt động kém do tình trạng thức khuya kéo dài. Tuổi giáp thân có điểm báo hao tán tiền của do hung tinh tác động. Tuổi bính thân phải đặc biệt thận trọng về chuyện tiền bạc. Tuổi mậu thân cần giữ đầu óc tỉnh táo khi quyết định đầu tư. Tuổi canh thân tính toán kỹ càng trước lời mời chào rót vốn tuổi nhầm thân, tình cảm, lao đao, mối quan hệ thiếu bền vững. Con số may mắn số 14, số 33, màu sắc may mắn màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra có chút rắc rối. Người làm trong lĩnh vực ngoại giao hay môi trường kinh doanh, dịch vụ dễ gặp cản trở trong bước đường thăng tiến. Chưa kể, khả năng giao tiếp thiếu kéo léo khiến bản mệnh gặp khó khăn lớn trong việc trao đổi thông tin với khách hàng. Tình cảm Phần trình tình cảm kém sắc cho cục diện tỷ thân tương phá, dù đang sống dưới một ngôi nhà trong tình yêu thương của người thân yêu, nhưng con giáp này vẫn mang hoài nỗi cô đơn lạc lỏng. Đó là bởi bản mệnh đang tự đặt ra khoảng cách trong suy nghĩ, lý tưởng với người bạn đời của mình. Tài chính, Phần trình tài lộc đi xuống, điềm bảo có thất thoát trên phương diện tài chính, người tuổi tỵ cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý mới mong không rơi vào tình trạng tụng thiếu. Cẩn trọng, vẻ bề ngoài sọc sệt, nhát nhát, ảnh hưởng nhiều tới cá nhân của người khác về bản mệnh. Tuổi ức tỵ lao đao về tiền bạc do tiểu nhân cản trở. Tuổi đinh tỵ vì quá tình người nên dễ bị lợi dụng tội kỹ tỵ bị kẻ xấu lừa đảo dẫn dụ đầu tư sai chỗ tội tân tỵ công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến tội quý tỵ nhận được ưu ái nhờ tinh thần trách nhiệm cao con số may mắn số 53, số 79, màu sắc may mắn màu cam quý nhân phù trợ tuổi sửu bảy tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Phần trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối suôn sẻ. Tiến độ công việc mặc dù không được như mong đợi, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà bản mệnh vẫn hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian quy định. Tình cảm Phần trình tình cảm gặp cản trở, tuổi ngọ có xu hướng e dè và tự tạo khoảng cách với những người xung quanh cũng không dám chia sẻ điều gì với ai vì không cảm thấy tin tưởng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho con đường tình duyên chưa được như ý. Tài chính, Vận trình tài lộc bình ổn, nguồn thu nhập vẫn được duy trì ở mức ổn định giúp cho con giáp này cải thiện tương đối tốt chất lượng cuộc sống hiện tại. Cẩn trọng, đầu óc căng thẳng do làm việc quá sức, bán mệnh nên nghỉ ngơi và tìm tới các môn thể thao yêu thích để cải thiện tinh thần. Tuổi giáp ngọ, công việc diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch đã đề ra. Tuổi bính ngọ, thu được không ít thành quả nhờ sự mạnh, mạnh dạng. Tuổi mậu ngọ, càng đầu tư nhiều công sức càng đạt thành quả rực rỡ. Tuổi canh ngọ, đừng để mình bị nản lòng bởi khó khăn phía trước. Tuổi nhâm ngọ, vận trình tình cảm không được như ý. Con số may mắn, số 5, số 63, màu sắc may mắn màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc Phần trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Trong công việc, con giáp này khó lòng kiểm soát được các cảm xúc tiêu cực của mình và điều này sẽ gây cản trở cho bước đường thăng quan tiến chức trong tương lai. Đừng quên cách hành sự của bản thân là yếu tố quan trọng nhất quyết định xem thành tựu của chính người đó. Tình cảm Vận trình tình cảm kém sắc, cái tôi ngất ngượng của tuổi mùi lẫn nửa kia không cho phép cả hai nói lời xin lỗi khi làm chuyện không phải với đối phương cuộc sống hôn nhân bền vững luôn cần có sự chia sẻ cảm thông và tôn trọng lẫn nhau tài chính vận trình tài lộc đi xuống tài chính có điềm bảo hơn hao do việc hợp tác gặp rắc rối và các hạng mục đầu tư có nguy cơ thua lỗ cao cẩn trọng lời nói trong lúc nóng giận dễ làm tổn thương người khác tuổi ất Môi con đường tình duyên tốt đẹp tình vui ập tới tuổi đinh mùi người độc thân không thiếu người theo đuổi tội kỷ môi nên trân trọng hạnh phúc ở ngay trước mắt. Tuổi tân môi, các cặp đôi trong ngày hạnh phúc đông đầy. Tuổi quý môi, trở nên chủ động hơn trong công việc hiện tại. Con số may mắn số 13, số 25, màu sắc may mắn màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. Chính, tứ vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra khá sâu sẻ mọi kế hoạch đều đang tiến triển tốt đẹp, hứa hẹn đem lại nhiều thành tựu bất ngờ cho con nhóc này. Tuy nhiên, bản mệnh dễ có thái độ tự mãn, kiêu căng nên trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Tình cảm, phần trình tình cảm khởi sắc Phương diện tình cảm đón nhận nhiều tin vui bất ngờ, bản mệnh có thể an tâm tận hưởng niềm hạnh phúc cùng với nửa kia của mình. Người độc thân muốn tìm ý trung nhân trước hết cần phải mạnh dạn và tham gia vào các hoạt động giao lưu nhiều hơn tài chính, vận trình tài lộc chưa được cải thiện, công việc tiến triển thuận lợi đem về cho con giáp này nguồn thu nhập ổn định, có thể trang trải tốt cho cuộc sống hiện tại. Cẩn trọng, sự chủ quan trong bất cứ phương diện nào của cuộc sống cũng sẽ hối hận về sau. Tuổi giáp thân, các mối quan hệ xã giao gặp nhiều trục trặc. Tuổi bính thân, tỏ ra không hài lòng với những người xung quanh. Tuổi mậu thân, cần đặt bản thân vào vị trí của người khác. Tuổi canh thân, cần hiểu rõ mình đang phấn đấu cho mục tiêu gì. Tuổi nhâm thân, tình cảm trục trặc, hạnh phúc vụt khỏi tay. Con số may mắn số 44, số 62, màu sắc may mắn màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi giàu công việc. Phần trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Còn giáp này, ý thức được thành công được góp nhặt từ những nỗ lực không ngừng nghỉ và bằng tài năng, tinh thần trách nhiệm, khả năng quản lý mọi việc tốt, con giáp này nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình. Tình cảm Phần trình tình cảm vô cùng thăng hoa, tình yêu đôi lửa luôn giữ được sự ấm êm, hạnh phúc. Dù bên ngoài có lời ra tiếng vào thế nào thì người trong cuộc vẫn dành cho đối phương sự tin tưởng và tôn trọng tuyệt đối. Tài chính Vận trình tài lộc do giàu, giò, sự tinh tế, nhạy bén đem lại cho người tuổi giàu nhiều cơ hội kiếm tiền vượt ngoài chỉ tưởng tượng cẩn trọng, sức đề kháng yếu do căng thẳng kéo dài, đề phòng các bệnh liên quan tới tim mạch và hô hấp. Tuổi ất dậu có cơ hội phát tài, phát lộc, mở rộng kinh doanh. Tuổi tinh dậu nên nhanh tài nắm bắt cơ hội tăng thu nhập. Tuổi kỷ dậu chi tiêu không còn ngại. Tuổi tân dậu có thể mạnh dạn mở rộng quan hệ xã giao. Tuổi quý dậu đôi lửa có thể xảy ra một vài tranh cãi nhỏ. Con số may mắn số 41, số 57, màu sắc may mắn màu cam, màu xanh, quý nhân phù trợ, tuổi mùi. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuốt công việc Phần trình công việc của người tuổi tuốt trong ngày hôm nay diễn ra xuân sẻ. Công việc vẫn đang tiến triển theo đúng kế hoạch đã đề ra. Xong, cần sự nỗ lực gấp nhiều lần mới mong thu được thành tích đáng kể. Ngoài ra sự giúp đỡ từ quý nhân mà con đường thăng tiến của người tuổi tuốt càng thêm rộng mở. Tình cảm vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn, những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tỉnh tới chuyện về Trung Ngọc Nha. Người độc thân dần mở lòng và mở rộng mối quan hệ với người khác giới để tăng cơ hội tìm thấy nửa kia của mình. Tài chính vận trình tài lộc xa sút nguồn thu nhập ổn định, xong bản mệnh lại khó giữ được tiền lâu trong người do thiếu khéo léo trong việc quản lý tiền bạc cẩn trọng tài chính trở thành gánh nặng lớn cho người tuổi tù tuất tuổi giáp tuất có nguy cơ mất tiền cao do hung tinh xuất hiện tuổi bính tuất đề phòng tiểu nhân nhầm ngõ tài sản tuổi mậu tuất thận trọng trước những cơ hội tưởng như ngon ăn tuổi canh tuất cần tỉnh tảo hơn trong chuyện làm ăn kinh doanh tuổi nhâm tuất dễ xảy ra tranh cãi gay gắt với một nửa của mình. Con số may mắn số 82, số 71, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mão. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc. Phương trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng. Đêm bảo có hòa tì phi đeo bóng do ảnh hưởng của cục diện hợi thân tương hại trong mọi hoàn cảnh con giáp này nên cân bằng tốt cảm xúc của mình tránh để bản thân nổi giận vì những chuyện không như ý tình cảm phần trình tình cảm cảm xúc lời khuyên dành cho con giáp này khi đã kết hôn là nên dành thời gian cho các thành viên trong gia đình hơn đây là cơ hội tốt để mọi người cùng ngồi lại chia sẻ cho nhau nghe những buồn vui trong cuộc sống thường ngày tài chính phần trình tài lộc đi xuống trong ngày, bản mệnh nên thận trọng trước lời mời gọi, đầu tư, hợp tác nếu không muốn mất tiền oan. Cẩn trọng, tình cảm dễ rạn nứt vì sự vô tâm, hoài hợp của những người trong cuộc. Tuổi ất hại trở tự gây ra áp lực và những suy nghĩ tiêu cực. Tuổi đinh hoài, cảm xúc bất ổn dễ gây ra xích mích. tội kỷ hoài, tình cảm không thuận do nghi ngờ và dằn vặt. Tuổi tân hại đừng truyền năng lượng tiêu cực sang người khác. Tôi quý hoài cần giữ thái độ chuyên nghiệp trong công việc. Con số may mắn số 36, số 11, màu sắc may mắn màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ. Tuổi tỵ